Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021, chiều tối nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, và cùng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Không chỉ là một tài năng quân sự xuất chúng, vị tướng lỗi lạc đã dày công vun đắp, xây dựng quân đội ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế. Suốt cuộc đời mình, Đại tướng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, sự trường tồn của dân tộc, đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Những di sản lớn lao mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới sẽ còn mãi với thời gian và trong lòng nhân dân.